Xin chào các bạn. Để những cây hoa phong lan luôn có được nhiều hoa, hoa luôn nở rộ, tươi đẹp và rực rỡ hơn, cây cần phải phát triển xanh tốt. Hôm nay tôi chia sẻ một cách làm rất dễ để những cây hoa lan khô héo, cây sẽ nhanh chóng xanh tốt trở lại, rễ sẽ phát triển được nhanh hơn. Khi một cây hoa lan đã bị nấm hoặc bị khô héo và kém phát triển, việc cần làm, các bạn sẽ ngưng tưới nước cho cây để vi khuẩn và nấm không phát triển thêm trên những cây hoa lan này. Các bạn hãy cắt bỏ hết tất cả những rễ hư này. Khi những chiếc rễ này khô lại thì vi khuẩn và nấm sẽ không phát triển thêm. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Và chúng ta sẽ lau khô lại. Những chiếc rễ này còn rất tốt, cây sẽ phục hồi rất nhanh. Các bạn hãy sử dụng bột nghệ có tính kháng khuẩn và khử trùng, giúp hoa lan hồi sinh rất nhanh. Dùng một thìa nhỏ, cho vào 1 lít nước. Sau đó các bạn sẽ lọc lấy nước này. Sau đó các bạn sử dụng nước này, chúng ta sẽ lau cho các chiếc lá. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá lan được phục hồi nhanh, và những chiếc lá này sẽ không bị nấm. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được phục hồi rất nhanh và dễ dàng hơn. Sau đó các bạn sẽ đặt tất cả những chiếc rễ vào đây.
và hãy cho nước này vào. Các bạn sẽ để trong 30 phút. Sau đó các bạn sử dụng phần nước còn lại này để chúng ta chăm sóc cho những cây hoa lan đang trong giai đoạn phát triển. Lá sẽ luôn xanh tốt. Các loại côn trùng như nhện, bọ trĩ, riệp sẽ không còn trên những cây hoa lan này. Những chiếc lá hoa lan luôn xanh, rất khỏe mạnh. Rễ sẽ phát triển được nhanh hơn. Các bạn tưới vào gốc của cây và hãy áp dụng 15 ngày một lần. Sau 30 phút, các bạn lấy ra. Chúng ta sẽ để cây ở nơi mát thêm một ngày nữa. Sau một ngày, khi tất cả những chiếc rễ này đã được khô lại, các bạn sẽ yên tâm để phục hồi cây rất nhanh. Hãy dùng những ly nhựa như thế này. Các bạn đặt tất cả những chiếc rễ vào đây. Sau đó hãy cho nước vào. Và chỉ bao nhiêu đây nước? Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước cho chậu cây và đặt ở những nơi có ánh sáng thoáng mát. Dùng nước để phun sương cho lá 4 ngày một lần. Nó sẽ hỗ trợ rất tốt, giúp cho những chiếc lá được giữ ẩm. Và với cách làm đơn giản này, sau một tháng, hoa lan của các bạn sẽ được phục hồi rễ rất nhanh. Rễ rất khỏe mạnh. Các bạn có thể xem thêm bằng những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Đây là một trong những phương pháp đơn giản và hiệu quả để các bạn phục hồi nhanh rễ khỏe cho những cây hoa lan đã bị yếu. Đến giai đoạn này, chúng ta sẽ rất yên tâm để trồng lại cây, giúp cây được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn khi trồng lại, cây phát triển nhanh và không bị héo lá. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.